Hiền Hồ đang là cái tên nóng hơn bao giờ hết khi cô liên tục vướng vào drama cặp kè cùng đại gia. Thời điểm tin đồn mới nổ ra, Hòa Minzy và Cường Đô La, hai nhân vật bị nhắc tên cùng Hiền Hồ, đã lên tiếng phủ nhận việc liên quan. Lúc này, khán giả đều cho rằng Hiền Hồ bị đổ oan. Nhưng tin tức này chưa kịp lắng xuống thì tin tức khác lại nổ ra. Theo đó, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp Hiền Hồ đang ôm nhau tình tứ với một vị đại gia U60. Qua ảnh chụp, khán giả có thể thấy được sự thân thiết của cả hai. Được biết, người đàn ông bên cạnh giọng ca em của ngày xưa khác rồi là CEO Nanogen, ông Hồ Nhân. Sau khi những bức ảnh trên được lan truyền, ông Hồ Nhân đã có một buổi chia sẻ với một trang tin. Nói về ảnh chụp thân thiết cùng nữ ca sĩ, vị đại gia này khẳng định rằng anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu. Ông cũng cho biết ông và Hiền Hồ là anh em họ với nhau. Chưa biết thực hư của lời nói này như thế nào, cư dân mạng đã nhanh tay lẹ mắt lục tìm profile siêu khủng của vị đại gia U60 này. Theo đó, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện bên Hiền Hồ là ông Hồ Nhân. Vị đại gia sinh năm 1966 này là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Ông Hồ Nhân được nhiều người biết đến khi nghiên cứu Nanocovax, loại vaccine ngừa Covid đang được thử nghiệm tại Việt Nam. Tuy nhiên gần đây, ông Nhân không còn tham gia điều hành dự án này. Còn Nanocovax chưa thể xuất xưởng vào cuối năm 2021 như dự kiến trước đó. Ông Hồ Nhân lớn lên tại New York, Mỹ, lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Đại học Arizona và ấp ủ ước mơ lập công ty công nghệ sinh học của riêng mình. Ông đi làm thuê để dành dụm tiền, sau đó cùng người bạn học mở công ty chuyên làm về dịch vụ nghiên cứu và phân tích thuê cho các công ty dược, hóa chất. Vị đại gia này từng chia sẻ, ông có 20 năm nghiên cứu công nghệ sinh học ở nước ngoài trước khi về nước, lập công ty sản xuất thuốc sinh học trị liệu. Sau này, ông trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Sau một thời gian trở về quê hương, ông Hồ Nhân mở một phòng thí nghiệm nhỏ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chuyển cơ sở đến khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Từ nghiên cứu cơ bản, đầu tư nhỏ, đến sản phẩm thử nghiệm lâm sàng, đến đầu tư sản xuất lớn, ông từng bước đầu tư lợi nhuận vào nghiên cứu. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ông Hồ Nhân cũng từng là thành viên hội đồng quản trị công ty chứng khoán Vina Securities giai đoạn tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2017. Từng có kinh nghiệm trong các thương vụ mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực dược, bệnh viện, thiết bị y tế tại Mỹ và Hồng Kông. Ông Nhân từng dẫn đầu một nhóm định giá các cổ phiếu đầu tư tư nhân vào ngành y của một quỹ tại Hồng Kông, có số vốn trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Ông Hồ Nhân không chỉ nổi tiếng là doanh nhân có khối tài sản kết xù mà vợ của ông cũng có gia thế cực khủng. Vợ của ông Hồ Nhân là bà Hồng Vân, xuất thân từ gia đình tài phiệt, là con gái của người sáng lập tập đoàn Kim Sơn Group, là tập đoàn lừng lẫy ở Việt Nam về kinh doanh bất động sản, bán lẻ, thời trang. Tập đoàn này bắt đầu đặt nền móng đầu tiên giữa những năm 1950 khi doanh nghiệp tư nhân Đại Thành ra đời do ông ngoại của bà Hồng Vân điều hành. Sau đó, vào thập niên 90, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ bà Hồng Vân, làm tổng giám đốc Legamex, một trong những công ty dệt may xuất khẩu quy mô lớn nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Bà Hồng Vân cùng mẹ, em trai và một số thành viên khác trong gia đình còn góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Đông Nam Á, SEADI. Công ty này là chủ sở hữu trường Trung học phổ thông Duy Tân tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy rằng bà Hồng Vân góp phần rất quan trọng tạo nên thành công trong sự nghiệp của ông Hồ Nhân. Hiện tại, mối quan hệ thật sự giữa Hiền Hồ và vị đại gia này vẫn còn là một ẩn số. Không biết họ đúng là anh em họ hay mối quan hệ như dân tình đang suy đoán. Chúng mình sẽ cập nhật ngay đến mọi người khi có thông tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại!